Nghe nói chú Trấn Thành là diễn viên nổi tiếng đúng không? Hả? Ủa sao biết hay vậy? Biết. Ôi ôi, quá thông minh luôn hả anh ơi. Sao mà hát ngọt dữ vậy? Dạ đây vậy, con nghe con thuộc. Con nghe bài này nhiều không Phong? Dạ nhiều. Nhiều bao lâu thì con mới thuộc được một bài hát? Dạ cả khoảng mấy lần. Mấy lần là mấy lần? 3 lần hay 10 lần? Dạ 10 lần. Cái nào 10 lần? Dạ. Còn một bài hát nữa, con sẽ kêu bạn con. Hoàng ơi, Hoàng Anh lên đàn cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ đi Hoàng Anh. Đâu? Đâu, bạn con đâu? Mời Hoàng Anh lên sân khấu nha. Ê, chào Hoàng Anh đi với yêu. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn hai cô bồi. Và xin chào đón Hoàng Anh lên sân khấu của Sứ Tình An Nhí. Yeah, rồi. Hát bài của Hoàng Anh xong, qua bài Bolero tiếp theo. Cái gì vậy? Hát bài của Hoàng Anh xong, qua bài Bolero tiếp theo. Hai anh em mình gặp nhau mình vui quá, nhưng mà đợi xíu nha. Để, bây giờ con Hoàng Anh nè, con hãy giới thiệu tên của mình và con chào cô chú giám khảo đi. Em chào các cô chú và ban giám khảo. Con tên là Nguyễn Hoàng Anh, con 7 tuổi, con học lớp 2A trường Nguyễn Đình Chiểu. Đam mê của con là thích chơi piano. Tại vì nó thích đàn piano nó hay. Con đã học piano từ hồi 4 tuổi. Hai tụi con là bạn thân của nhau. Dạ tụi con chơi với nhau được 1 năm rồi. Tụi con gặp, tụi con chào nhau, tụi con nói cái gì nói nhanh quá, chú nghe chưa kịp nói gì em. Chú Trấn Thành đúng không? Lần trước nè. Biết rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Trời ơi, hai đứa lên đàn bài Gặp Mẹ Trong Mơ đi. Rồi đàn liền luôn á. Ê vui. Ê, tưởng là Tấu Hài á. Thiệt là y như Tấu Hài á. Rồi, tới lượt Hoàng Anh đàn, Phong hát bài thứ 3, chính là bài Gặp Mẹ Trong Mơ. Bài Gặp Mẹ Trong Mơ dễ rồi. Rồi, tới Phong qua bài khác nè. Một món quà tặng cho chú Trấn Thành và cô Hai Lê Quan và cô Hải Như. Đó là bài Quảng Nam Đất Nặng Nghĩa Tình. Ủa vậy là tụi con biểu diễn xong cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ rồi á hả? Ủa bài nãy mới đang thương lượng chưa kịp ra. Cái câu chuyện của các bé em bác là mời anh chúng ta sẽ diễn bài Gặp Mẹ Trong Mơ nha. Ôi rồi biết rồi, xong rồi nói rồi mình diễn cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ xong rồi mình sẽ qua một bài mới nha. Rồi ok bài gì? Bài Quảng Nam Đức Mẹ mình dành tặng cho ba cô chú nha. Rồi ok. Chính là MC nó hiểu à. Ôi kêu hay quá à. Em ráng em đem theo câu chuyện lắm luôn á. Không có lợi hại thiệt chứ, tụi nó tự thương lượng tự ra. Ủa nữa, nghe nói chú Trấn Thành là diễn viên nổi tiếng đúng không? Hả? Ủa sao biết hay vậy? Biết. Ôi ôi, quá thông minh luôn hả anh ơi. Dân Sơn Hoài Linh. Con ơi. Dạ. Con học đàn bao lâu rồi? Dạ con học đàn cũng được 4 năm. Lúc mà mất đi thể lực thì con mới học. Con muốn được học rồi con hỏi xin ba mẹ được học đàn hay là ba mẹ chủ động cho con đi học? Tại vì thấy con thích. Dạ ba mẹ chủ động cho con đi học. Nhưng mà con thích không nè? Thích đàn không? Dạ có. Giỏi quá. Sao tụi nó nói chuyện nghe thấy thương quá ha. Hai cái bạn này có một cái nguồn năng lượng tích cực khủng khiếp. Khi trả lời cô Gil một tâm trạng khác, khi nói chuyện với cha Gil là tụi nó bắt đầu chuyển sang một cái giọng rất là lòa như âm cụ non liền. Hát bài của Hoàng Anh xong, qua bài Bolero tiếp theo. Chú Trấn Thành đúng không? Lần trước nè. Biết rồi. Thấy chưa? Thấy rồi. Nãy giờ là bé Lê Minh Phong đã hát hai bài rồi, còn bé Hoàng Anh thì mới ra hỗ trợ được một bài đàn thôi. Bây giờ sẽ cho bé Hoàng Anh độc tấu. Dạ. Rồi trong lúc đó thì Minh Phong đứng nghe bạn, đợi bạn xíu nha con. Dạ. Rồi bây giờ sẽ là một bài độc tấu đến từ bé Hoàng Anh. Xin mời bé Hoàng Anh. Cái âm nhạc này có hồn lắm nha. Nhịp là tốt lắm á.
quá giỏi luôn. Đàn cái độ cảm nhạc rất là tốt. Có thể là hồi nãy con có thể con bấm nhanh quá, có vài nốt chưa có chính xác lắm. Nhưng mà quan trọng là chú Thành thấy là cái độ cảm nhạc trong người con rất là tốt. Có nghĩa là con đàn bằng cảm giác. Giỏi quá. Cảm ơn Hoàng Anh. Quá giỏi. Bây giờ có ai có muốn một cái ước mơ gì, một cái món quà gì không? Con ước được có món quà là xe ô tô với là xe đua. Hoàng Anh ước mơ gì nè? Dạ con muốn một chiếc xe mô tô điều khiển từ xa. Lỡ cái xe mình nó chạy múc chỉ luôn rồi sao con điều khiển về được? Dạ con chỉ điều khiển ở trong phòng của con. Mà con nhớ vị trí trong phòng là con thấy là nó sắp đụng rồi. Con dừng lại con lấy nó con đưa ra chỗ khác, bấm chạy tiếp. Chú nghe những gì tụi con chia sẻ, chú thấy là tụi con hay ho quá. Qua cái cách tụi con chia sẻ tự nhiên chú thấy yêu quý cuộc sống này nhiều lắm. Dạ. Trong cuộc sống này chúng ta nên trân trọng mọi thứ. Dạ. Rõ ràng chúng ta đã ngồi đây là rất may mắn thật sự. Dạ. Bây giờ chú Thành sẽ đáp ứng lại cái ước mơ cho hai đứa con. Chú Thành sẽ tặng cho mỗi một bạn một cái bộ đồ chơi xe ô tô điều khiển từ xa nha. Rồi xin mời Hiếu Cao Bồi hãy mang phần quà đến cho hai bé. Rồi bây giờ là cái món quà khác của chương trình nè, Hoàng Anh cầm nè. Đây, tặng luôn, cầm tấm biển này. Đó, mỗi đứa một tấm luôn. Giáo bộ là sinh nhân cầm cái tấm này nhảy không?